Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt đều trên phim Nhưng Thung Thủy Thước Sau Ngoài Đời. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt sinh năm 1953, ông là một trong số những diễn viên gạo cội của nhà hát kịch Hà Nội. Hơn 40 năm trong nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt thường xuyên xuất hiện với hình ảnh một nhân vật phản diện, có tính cách gian hùng, khôn khéo, luôn nhẹ nhàng và đạo mạo, nhưng ẩn chứa những âm mưu thủ đoạn đáng gờm. Những vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt đều có kẻ giàu có chức có quyền như cán bộ tỉnh, doanh nhân Thành Đạt, nhà tài phiệt. Trước khi đóng phim Cô gái nhà người ta, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như Chạy án, Mắc cạn, Xin thề anh nói thật. Mặc dù là một nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu, nhà hát kịch Hà Nội, nhưng nghệ sĩ Tiến Đạt vẫn tham gia phim ảnh khá thường xuyên. Ông không chỉ đóng phim trên truyền hình mà còn tham gia cả hài Tết. Những vai ông được giao đa phần là vai phản diện với tính cách đặc trưng đều giả, mưu mô nham hiểm xảo trá. Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ Tiến Đạt còn có nghề tay trái là nghề thợ may. Cụ thân sinh ra nghệ sĩ Tiến Đạt chẳng phải ai xa lạ mà chính là nghệ sĩ Tiến Thành, với nghề may nổi tiếng những thập niên 40-50. Dù có ba con trai, nhưng nghệ nhân Tiến Thành đã truyền lại nghề cho con út là nghệ sĩ Tiến Đạt. Hiện tại, nghệ sĩ Tiến Đạt có một cửa hàng may lớn ở Hà Nội. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Tiến Đạt cũng rất đam mê chơi âm thanh. Cho đến nay, nghe nhạc bằng đĩa than vẫn là niềm đam mê của ông, bởi không chỉ thưởng thức bằng tai mà nghệ sĩ Tiến Đạt còn thưởng thức cả những kỷ niệm của thời thơ ấu. Tên tuổi gắn liền với vai phản diện. Cả trên sân khấu và trên màn ảnh nhỏ, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt đều ghi dấu ấn với các vai phản diện, với hình ảnh là một kẻ gian hùng xảo trá. Khán giả yêu mến phim truyền hình Việt Nam, ai không thể quên được gương mặt đặc trưng của nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt. Ông từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Chạy án, Mắc cạn, Xin thề anh nói thật. Nam diễn viên Tiến Đạt hoạt động nghệ thuật từ khi tuổi trẻ, đến nay vẫn tiếp tục làm nghề. Có thể nói, cả đời dành thời gian cho nghiệp diễn, dù có làm bất cứ công việc gì thì nghệ thuật vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Ông tham gia lĩnh vực sân khấu điện ảnh truyền hình và cả phim hài với mong muốn mang khả năng sức lực của mình để phục vụ công chúng. Khi người nghệ sĩ được khán giả biết đến, đó là lời động viên tốt nhất đến những người làm nghệ thuật. Để nói về cái duyên đối với nghiệp phản diện, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt từng chia sẻ, tất cả vai diễn của ông đều bắt nguồn từ ngoại hình đặc trưng, sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ cao khoảng 1m60, cùng gương mặt có nét gian. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt tiết lộ, ông không có cơ hội với những vai chính diện. Ông bảo, theo quy ước chung của ngành kịch và điện ảnh, vai chính diện thường dành cho những người có thân hình cao lớn đẹp trai. Chính vì vậy, những người thấp bé nhẹ cân như Tiến Đạt sẽ chỉ có duyên với những vai nịnh nọt, bợ đỡ, người xấu mà thôi. Tuy nhiên, dù là vai diễn nhỏ hay lớn, vai chính hay phản diện, thì nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt vẫn luôn chú tâm và hết lòng với sự nghiệp. Qua từng tác phẩm vai diễn Tiến Đạt đã tham gia, có thể thấy được sự chỉn chu và cái hồn của nó. Đó cũng chính là bí quyết khiến các vai phản diện của ông luôn sinh động gần gũi và thực tế gây được ấn tượng đặc biệt cho khán giả. Trong cuộc đời nghệ thuật của mình, vai tốt tôi đảm nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn toàn được giao vai phản diện. Vai đẻo đến nỗi đã trở thành sở trường, thành thương hiệu, nhưng tôi đẻo đa dạng, đẻo đặc sắc. Tôi không lo ngại hay nghĩ đến sự nhàm chán vì luôn nhắc bản thân phải thích vai diễn, thích phim của mình trước đã. Sản phẩm nghệ thuật là món ăn mà bản thân mình không mê thì sao khiến người thưởng thức mê được? Và bằng chứng là cho đến giờ, khán giả khét đến vắt sợ nhưng vẫn thích sự đều giả trên màn ảnh của tôi. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt tâm sự. Khác với những vai diễn cường hào ác bá, gian ngoan xảo quyệt, đều cáng trên sân khấu hay phim ảnh, ở ngoài đời sống, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt hồ hởi, lịch lãm và chuẩn xác về giờ giấc. Có lẽ vậy mà người nghệ sĩ trễ giờ, còn nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt thì không. Và ông được anh chị em nhà hát kịch Hà Nội, nơi ông làm việc trước đây gọi vui là cái đồng hồ. Ở nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt có gì đó thật đặc biệt, cách nói chuyện của ông chân thành, đầy nhiệt huyết và hài hước, không phải nhờ khiếu tiếu lâm hay khả năng châm chọc mà tự sự ở sự thật thà trong con người ông mà ra. Điều này mang đến những bất ngờ thú vị, bởi con người ông trong đời sống hoàn toàn khác với một Tiến Đạt trong các vai diễn được mệnh danh là đẻo, mà đẻo cũng không phải dạng xoàng, đẻo đạt tới mức lỗi lạc. Ông tiết lộ, mình cực kỳ ghét những loại người đều cáng, ghét vô cùng và vì ghét như thế nên phải làm cho ra chất, làm cho thật khủng khiếp, cho sắc nét, cho bõ ghét. Cũng như vậy, trong đời sống ông quan niệm, ở mặt khác xã hội phải có những phản biện, bởi có phản biện thì cuộc sống mới thú vị, rõ ràng xấu tốt hay dở được. Vì thế, phản chính diện là một phần trong đời sống, chấp nhận nó, lột tả nó, đến nỗi người ta phát ghét lên, chứ nếu thằng đẻo nào cũng làng nhàng, lờ nhờ, lạt nhạt thì làm sao mà tôn lên được cái tốt, làm sao cho cái tốt. Có đất để phô diễn, làm sao phân định rạch ròi những giá trị đời sống. Thằng xấu là phải thật nổi bật, phải có sức mạnh ngang ngửa với người tốt. Khi mình làm nổi bật được tính cách nhân vật phản diện, thì nhân vật chính diện mới được tôn lên, sắc nét hơn.
Trong các cuộc nói chuyện mà chúng ta gặp một người nói 10 câu cả 10 câu, người ta cứ vàng vàng vàng, tức là vâng vâng vâng, mà nói cho xong, chẳng ý kiến gì, chẳng phản biện gì theo cái kiểu, im lặng là vàng, thì chán chết đi được. Trong các tác phẩm, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt càng bị khán giả chửi rủa căm phẫn và cứ nhìn thấy cái bản mặt là phát ghét lên được bao nhiêu thì anh em bạn nghề. Và đông đảo công chúng lại ngưỡng mộ, không phục và ca ngợi ông bấy nhiêu. Để có được thành công trong sự nghiệp, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt luôn chăm chỉ cẩn mẫn, mà nếu nói theo kiểu bóng đá là ăn bóng đá, ngủ bóng đá cũng chưa phải. Ông yêu nghề và vật vã với nghề trong từng khoảnh khắc của đời sống. Bởi ông quan niệm, để thành công với những vai diễn đẻo, cần phải có tài năng và sự chuyên nghiệp. Cái đều cùng với sự phát triển của đời sống và tinh vi đã biến thiên vạn hóa hơn rất nhiều. Vì thế khi đi vào nghệ thuật, cái đều cũng được thay đổi. Ví như ngày xưa, tên chỉ điểm trong nghệ thuật luôn định hình với cái mũ phất, đôi mắt gian xảo ngó nghiêng lấc láo, thì bây giờ, tên chỉ điểm được che đậy bằng sự danh ma mà thoạt nhìn không thể phát hiện được. Cái tiêu cực trong đời sống, mỗi người, mỗi khác, nên khi hóa thân vào vai ông Phán thì khác mà nhập vào một vai tên đều hiện đại. Cái đều ở thành thị khác với cái đều ở nông thôn, nên khi thể hiện nhân vật phản diện, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt luôn phải nghiên cứu rất kỹ, bên cạnh những chi tiết phụ họa để làm cho sắc nét nhân vật như cái cổ áo, màu sắc trang phục, điệu bộ, cử chỉ, thì việc diễn xuất nội tâm nhân vật, bám sát vào tình huống số phận nhân vật để cho cái đều đó vỡ hòa. Sau sự tinh vi và điểm được nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt khai thác triệt để, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt cho rằng sự đam mê công việc khiến ông bền bỉ chịu khó và chăm chỉ để làm thật tốt công việc mà mình thực hiện. Muốn làm tốt được thì tính chuyên nghiệp phải rất cao, cùng với những kiến thức được trang bị từ trường lớp, ông luôn chắc chiêu vốn sống thực tế, không tỉ mỉ, ghi chép. Nhưng mỗi một quan sát, từ người thực, việc thực trong cuộc sống hay qua các kênh thông tin, qua các tác phẩm ông xem, ông đều sàng lọc và cất giữ vào kho riêng để xây dựng một thư viện kiến thức thực tế cho mình. Khi cần, ông sẽ lấy ra, biến những bất lợi của bản thân thành lợi thế. Ở thời điểm nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt mới vào nghề, người ta quan niệm hình tượng nghệ thuật cho nhân vật chính diện phải cao lớn đẹp đẽ, bởi vậy với thân hình quá nhỏ thấp bé, nhẹ cân nên chọn thư sinh. Tiến Đạt chỉ có thể làm vai tính cách, nói cách khác kiểu gì những vai tính cách cũng đến tay mình, và những vai đó thường rơi vào vai phản diện. Nếu mình không đột cái nọ sửa cái kia để mà lấp liếm những nhược điểm của bản thân mình thì không có những vai mình thích, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt chia sẻ. Trong phim Cô gái nhà người ta, nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông Tài, một nhân vật giàu có và uy thế của làng Yên. Ông có được một xưởng dệt nhưng sa thải sai quy định, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước khiến cho nhiều người trong làng mắc bệnh ung thư. Ông ta cũng là người bày ra đủ trò ma quỷ để nhiều hộ dân trong làng bán với giá rẻ như cho, hòng mở rộng quy mô sản xuất của xưởng dệt. Nhân vật này chính là đầu mối khiến cho người dân làng Yên phiền hết chuyện này đến chuyện khác. Nam nghệ sĩ chia sẻ, mấy chục năm trong nghề, ông đã để lại được những dấu ấn nhất định nên đôi khi phải tiết chế lại, không phải lúc nào cũng trường mặt lên truyền hình, khiến khán giả phát chán. Tôi quan niệm, nghệ thuật không quan trọng số nhiều, có điều kiện thời gian chăm chút cho kịch bản vai diễn thì kết quả chắc chắn sẽ như kiểu nhận phim ảo ảo. Thú thật là thời gian qua, tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời, nhưng đóng phim truyền hình tốn khá nhiều thời gian, mà cứ ra khỏi Hà Nội để đi quay, tôi lại không đáp ứng được vì còn vướng kinh doanh, nên tôi đành từ chối. Khi đạo diễn Trịnh Lê Phong đưa kịch bản mời tôi tham gia Cô gái nhà người ta, có nói rất rõ là phim về đề tài nông dân nên sẽ phải đi rất xa. Tất nhiên không quá xa Hà Nội, lúc đó tôi cũng có chút lấn cấn, nhưng vẫn nhận kịch bản. Chưa đánh giá về vai diễn của mình thì công bằng mà nói, tôi rất tình cảm với câu chuyện nông thôn ngày nay đang dần lột xác hội nhập. Rất nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề của các bạn trẻ, nên tôi quyết định nhận lời. Tôi đã tính toán rất kỹ để làm sao thể hiện được nhân vật ông Tài, đúng bản chất của một đại gia, nhưng phải là đại gia làng, nửa nông thôn nửa thành thị. Từ cách nói năng đi đứng đến trang phục sao cho hợp nhất, nghệ sĩ Tiến Đạt chia sẻ thêm. Tự nhận mình có tới 3 người vợ. Nam nghệ sĩ cho rằng nhân vật ông Tài có điểm bất đồng lớn nhất, đó chính là ở ngoài đời thực, ông cũng làm chủ một tiệm may lớn. Từ bé, ông đã làm quen với cây kéo, cây thước, cuộn vải, nên những cảnh quay trong xưởng vải, ông không cần diễn mà vẫn ra sắc nét. Thực tế trên phim, ông Tài là người giàu có thì ngoài đời nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt cũng có cuộc sống phong lưu. Bố ông là nghệ nhân Tiến Thành, chủ một tiệm may nổi tiếng ở Hà Thành từ thập niên 40-50. Từ bé bố ông đã muốn con trai nối nghiệp truyền thống của gia đình, nhưng nam nghệ sĩ vẫn chạy theo giấc mơ nghệ thuật. Sau này, vì đời sống nghệ sĩ quá khó khăn nên ông đã quay lại với nghề may. Quay lại với nghề may nhưng ông không từ bỏ nghệ thuật mà duy trì song song. Chính nghề may đã giúp cả gia đình ông có một cuộc sống đầy đủ và ông an nhiên đến với nghệ thuật mà không bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền. Tôi hay nói đùa rằng gương mặt mình là thứ câu khách hiệu quả nhất. Có rất nhiều vị khách đến cửa hàng không phải vì chuyện quần áo mà vì ngưỡng mộ vai diễn của tôi. Họ cần đến một mảnh vải như một cái cớ để được gặp, trò chuyện, chụp ảnh cùng diễn viên, khiến tôi cảm thấy rất tự hào nghề nghiệp.
Nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt tự nhận mình có 3 người vợ, vợ cả của ông chính là cô lớp trưởng, lớp diễn viên, trường sân khấu Việt Nam khóa 68-71, là bạn học lại là đồng nghiệp với nhau, nên mối lương duyên giữa nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt và nghệ sĩ Hồng Loan khá bền chặt, ấm êm. Vợ hai là nghề may gia truyền, đang hàng ngày nuôi sống gia đình ông, và vợ ba là nghề âm thanh mà ông theo đuổi. Ở tuổi sắp xỉ 70, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt cảm thấy mãn nguyện và hài lòng với những gì mình đang có. Ngoài công việc hàng ngày, ông còn dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe. Với môn đạp xe, vợ chồng ông có một con trai duy nhất đã lập gia đình và sinh được 2 cô con gái. Hiện gia đình con trai của nam nghệ sĩ đang định cư ở nước ngoài. Tôi nghiệm thấy cuộc đời diễn viên của mình rất bằng phẳng và chưa hề có vấp váp. Sau ánh đèn sân khấu, người diễn viên lại trở về đời thường với những niềm vui nỗi buồn. Nhưng tôi là người rất biết kiểm soát cảm xúc và chưa từng rơi vào trạng thái không trọng lượng, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt bộc bạch thêm. Hạnh phúc bình dị sau ánh đèn. Trên màn ảnh đưa ông được coi là một trong những diễn viên nhìn là biết đều của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, trái ngược với những hình ảnh trên phim, ngoài đời thực nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân êm đềm với cô bạn học. Bà xã của ông chính là cô lớp trưởng lớp diễn viên trường sân khấu Việt Nam khóa 68-71, là bạn học lại là đồng nghiệp với nhau, nên mối lương duyên giữa nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt và nghệ sĩ Hồng Loan khá bền chặt ấm êm. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt từng chia sẻ, với anh, chính đức hy sinh cao cả của bà xã càng khiến ông thương người vợ tần tảo. Ai cũng hiểu nếu không có người kia, sẽ không có cuộc sống và hạnh phúc này. Nhiều người nghĩ cô ấy là cô giáo, chứ không phải nghệ thuật, vì không sắc sảo hay ăn diện, rất điềm đạm. Thời điểm tôi chưa bắt tay vào làm may, không có kinh tế, bà xã phải bán dép ở hàng dầu. Những nghệ sĩ trẻ như vợ tôi ít được làm vai, ít cơ hội được giao vai. Vì cuộc sống thiếu thốn nên bán dép là chính. Đó là lý do tôi luôn trân trọng sự hy sinh của bà xã. Những năm vợ chồng khó khăn, cô ấy đã chấp nhận lui về phía sau, làm hậu phương cho tôi hoạt động nghệ thuật. Trước câu hỏi rằng hơn 40 năm nghĩa vợ chồng, chắc có những lúc bát đũa xô nhau, nam nghệ sĩ chuyên vai đều hài hước, có chứ, chuyện vợ chồng trách sao được lúc này lúc khác. Tuy nhiên, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, họ luôn thấu hiểu và đồng cảm, cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình. Để giờ đây, chọn nghĩa mấy chục năm nên duyên vợ chồng, tình cảm ngày càng bền chặt hơn. Không chỉ có một sự nghiệp vững vàng, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt còn có một gia đình hạnh phúc. Niềm hạnh phúc giản dị sau những giờ làm việc là nhiệm vụ đưa cháu nội đi học, cuộc sống bình dị êm đềm bên con cháu sau những ngày tháng mệt mỏi lao động. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.